Một tàu cá Lý Sơn trúng luồng cá hố trị giá 300 triệu đồng. Tin vui của người dân Lý Sơn, trong lúc hành nghề vây rút chì gần đảo Lý Sơn, đội tàu cá của ông Trần Biên, người dân Lý Sơn đã trúng đậm luồng cá hố hàng chục tấn. Các người dân biển về cho biết, luồng cá hố này di chuyển theo đàn từ khơi vào bờ bởi thời tiết thay đổi do ảnh hưởng của đợt áp thấp và tàu của các người dân đã bắt gặp. Với sản lượng khai thác đạt trên 30 tấn, giá bán khoảng gần 100.000 đồng một kg, đội tàu của ông Biên thu về gần 300 triệu đồng. Nhớ theo dõi kênh để cập nhật tin tức nóng nhất trong ngày.